Chào mừng các em học sinh đến với tiết văn học lớp 9. Ở tiết học trước chúng ta đã tìm hiểu xong phần 1 lớn tìm hiểu chung của văn bản, tiếng nói của văn nghệ. Thì hôm nay cô trò ta cùng tìm hiểu tiết học thứ hai. Đó là tiết 107 phần 2 lớn, đó là phần đọc hiểu văn bản. Trước hết chúng ta đi vào phần 1 nhỏ, nội dung của văn nghệ. Các em theo dõi văn bản cho cô đoạn từ đầu cho đến Nguyễn Du hay Tôn Tôi. Thì nhìn vào văn bản các em cho cô biết ở đây nhắc lại cho cô cái luận điểm chính trong phần này. Thì luận điểm chính trong phần này đó chính là nói lên cái vấn đề văn nghệ không chỉ phản ánh thực tại khách quan mà còn thể hiện tư tưởng, tình cảm của người nghệ sĩ, thể hiện đời sống tinh thần của cá nhân người sáng tác. Như vậy các em cho cô biết luận điểm này được thể hiện trong những câu văn nào? Ở đây được thể hiện qua những câu văn sau. Đó là tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những nhân vật, những vật liệu mượn ở thực tại, nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ. Anh gửi vào tác phẩm một lá thư, một lời nhắn nhủ. Anh muốn đem một phần của mình góp vào đời sống chung quanh. Như vậy để chứng minh cho luận điểm trên thì tác giả đã đưa ra phân tích những dẫn chứng văn học nào? Các em nhìn vào văn bản thì ở đây có hai cái dẫn chứng văn học lớn trong văn bản. Đó, thứ nhất là hai câu thơ tả cảnh mùa xuân trong truyện Kiều của Nguyễn Du với lời bình là hai câu thơ làm chúng ta rung động với cái đẹp lạ lùng mà tác giả đã miêu tả. Cảm thấy trong lòng ta có những sự sống tươi trẻ luôn luôn tái sinh ấy. Đó chính là lời gửi, lời nhắn, một trong những nội dung của truyện Kiều. Và cái dẫn chứng thứ hai đó là cái chết thảm khốc của Anna Karenina trong tiểu thuyết cùng tên của Lev Tolstoy làm cho người đọc đầu óc bâng khuâng, nặng những suy nghĩ trong lòng còn vương vấn, những vui buồn không bao giờ quên được nữa. Các em nhận xét về cách lập luận của tác giả. Thì cách lập luận của tác giả đã chọn lọc đưa ra hai dẫn chứng tiêu biểu dẫn ra từ hai tác phẩm nổi tiếng của hai tác giả vĩ đại của văn học dân tộc và ở thế giới, cùng với những lời phân tích bình luận sâu sắc. Đó chính là cái chúng ta nhận xét về cách lập luận của tác giả. Các em tiếp tục theo dõi cho cô đoạn văn từ lời gửi của nghệ thuật đến cách sống của tâm hồn. Thì ở đoạn văn này các em cho cô biết theo tác giả, lời gửi của nghệ thuật giúp chúng ta hiểu như thế nào cho đúng. Thì lời gửi của nghệ thuật không những là một bài học luân lý hay một triết lý về đời người, hay những lời khuyên xử thế, hay một sự thực tâm lý hoặc xã hội. Lời gửi của nghệ thuật còn là tất cả những say sưa vui buồn, yêu ghét, mơ mộng, phấn khích. Nó mang đến cho chúng ta bao rung động ngỡ ngàng trước những điều tưởng chừng đã rất quen thuộc. Như vậy, nội dung của văn nghệ là gì? Nội dung của văn nghệ chính là tác phẩm văn nghệ tập trung thể hiện chiều sâu tính cách, số phận, thế giới nội tâm của con người qua cái nhìn và tình cảm mang tính cá nhân của người nghệ sĩ. Như vậy chúng ta đã hiểu được nội dung của văn nghệ. Vậy các em hãy cho cô biết nội dung của văn nghệ khác với nội dung của bộ môn, các bộ môn khoa học xã hội khác ở những điểm nào? Thì chúng ta hiểu những bộ môn khoa học khác thì bao gồm như là lịch sử, địa lý, vân vân, hay là khám phá, miêu tả và đúc kết bộ mặt tự nhiên hay xã hội, các quy luật khách quan. Còn nội dung của văn nghệ tập trung chủ yếu khám phá, thể hiện chiều sâu về tính cách, về số phận con người, về thế giới bên trong, về tâm hồn của con người. Vậy tại sao con người chúng ta cần đến văn nghệ? Bởi vì văn nghệ nó có vai trò như thế nào đối với đời sống con người chúng ta? Thì để tìm hiểu rõ hơn vai trò của văn nghệ, chúng ta cùng sang phần 2 nhỏ nhé.
chúng ta, đó là phần chúng ta sẽ tìm hiểu về vai trò về tiếng nói văn nghệ trong đời sống con người. Cô mời các em theo dõi tiếp phần 2, đoạn 1, trang 14. Vì sao con người chúng ta cần tiếng nói của văn nghệ? Bởi những tác phẩm văn nghệ hay luôn nuôi dưỡng, làm cho đời sống tình cảm con người thêm phong phú. Bởi vì qua văn nghệ, con người trở nên lạc quan hơn, biết rung cảm, biết ước mơ và biết yêu đời hơn. Như vậy các em cho cô biết tác giả đưa ra những kiến cụ thể nào? Ví dụ như là những người tù chính trị ở Sở Mật Tháp, thì các em thấy những người tù chính trị trong Sở Mật Tháp họ bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, bị tra tấn, đánh đập và sống trong không gian tối tăm chật hẹp. Chính tiếng nói văn nghệ đến bên họ như một phép màu nhiệm, một sức mạnh cổ vũ tinh thần. To lớn. Hay những người sống lam lũ, vất vả, u tối cả cuộc đời, thì tiếng nói văn nghệ làm cho tâm hồn của họ được sống, quên đi nỗi cơ cực hàng ngày. Các em có thể nhận xét như thế nào về lý lẽ và dẫn chứng mà tác giả đưa ra đi lập luận? Thì các em thấy lập luận từ ở đây tác giả đã theo một trình tự lập luận từ những luận cứ cụ thể trong tác phẩm văn nghệ và thực tế đời sống, và kết hợp được những yếu tố nghị luận, đó chính là miêu tả và tự sự. Như vậy nếu không có văn nghệ thì đời sống con người sẽ ra sao? Nếu không có văn nghệ thì con người không có tiếng hát, không có lời ru, không có phim ảnh. Và nếu không có văn nghệ thì cuộc sống tinh thần thật nghèo nàn, buồn tẻ, tù túng. Chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp cho cô. Mời các em đọc thầm đoạn từ sự sống cho đến trang giấy. Thì trong đoạn văn này tác giả đã đưa ra quan niệm của mình về bản chất của văn nghệ. Vậy bản chất của văn nghệ là gì? Là tiếng nói tình cảm. Tác phẩm văn nghệ chứa đựng tình yêu ghét, niềm vui buồn của con người chúng ta trong đời sống thường ngày. Như vậy qua cái tìm hiểu được cái bản chất của văn nghệ thì các em hãy cho cô biết từ đó tác giả muốn nhấn mạnh đặc điểm nào của văn nghệ. Ở đây cái ý nhấn mạnh của tác giả đó chính là gì? Nội dung, phản ánh và tác động của văn nghệ. Thế thì các em hãy tìm cho cô yếu tố nào nổi lên trong sự phản ánh và tác động này. Đó chính là yếu tố nghệ thuật và còn nói nhiều với tư tưởng. Nhưng là tư tưởng không khô khan, trừu tượng mà lắng sâu, thấm vào những cảm xúc, những nỗi niềm. Như vậy, tiếng nói của văn nghệ đến với người đọc bằng cách nào và có vai trò gì? Như chúng ta đã tìm hiểu từ nãy giờ, thì chúng ta đã thấy được vai trò của văn nghệ. Bởi văn nghệ giúp cho đời sống tâm hồn thêm phong phú, giúp con người nhận thức xung quanh và nhận thấy chính bản thân mình. Văn nghệ là sợi dây nối kết con người với cuộc sống đời thường, mang lại niềm vui, ước mơ và những rung cảm thật đẹp cho tâm hồn. Như vậy, vai trò của văn nghệ thì như thế, còn sức mạnh của văn nghệ kỳ diệu như thế nào? Cô trò mình cùng qua phần 3 nhỏ, đó chính là tìm hiểu về sức mạnh kỳ diệu của văn nghệ. Các em cùng cô đọc phần cuối nhé. Tác phẩm vừa là kết tinh của tâm hồn người sáng tác, vừa là sợi dây truyền cho mọi người sự sống và nghệ sĩ mà nghệ sĩ mang trong lòng. Nghệ sĩ giới thiệu với chúng ta một cảm giác tình tự, một tư tưởng bằng cách làm sống hiển hiện ngay lên trong tâm hồn chúng ta cảm giác tình tự tư tưởng ấy. Nghệ thuật không đứng ngoài trò vẽ cho ta đường đi, nghệ thuật vào đốt lửa trong lòng chúng ta, khiến chúng ta tự phải bước lên đường ấy. Bắt rễ ở cuộc đời hàng ngày của con người, văn nghệ lại tạo được sự sống cho tâm hồn người,
Nghệ thuật mở rộng khả năng của tâm hồn, làm cho con người vui buồn nhiều hơn, yêu thương và căm hờn được nhiều hơn. Tai mắt biết nhìn, biết nghe thêm, tế nhị sống được nhiều hơn. Nghệ thuật giải phóng được cho con người khỏi những biên giới của chính mình. Nghệ thuật xây dựng con người, hay nói cho đúng hơn, làm cho con người tự xây dựng được trên nền tảng của cuộc sống của xã hội. Nghệ thuật xây dựng đời sống tâm hồn cho xã hội. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu đoạn văn ở phần cuối. Như vậy qua đoạn văn, tác giả đã diễn giải và làm rõ vấn đề con đường đến với người tiếp nhận như thế nào. Như vậy ở đây tác giả đã diễn giải làm rõ vấn đề con đường đến với người tiếp nhận bằng cách là tạo nên sức mạnh kỳ diệu của văn nghệ bằng con đường nào. Đó chính là tác phẩm văn nghệ đã lay động cảm xúc đi vào nhận thức tâm hồn chúng ta qua con đường tình cảm. Đến với một tác phẩm văn nghệ, chúng ta được sống cùng cuộc sống miêu tả trong đó, được yêu, được ghét, vui, buồn, đợi chờ cùng các nhân vật và người nghệ sĩ. Bởi nghệ sĩ không đến mở một cuộc thảo luận lộ liễu và khô khan. Nghệ thuật không đứng ngoài trỏ vẽ cho ta đường đi. Nghệ thuật vào đốt lửa trong lòng chúng ta, khiến chúng ta phải tự bước lên đường ấy. Như vậy khi tác động bằng nội dung và cách thức đặc biệt này thì văn nghệ đã giúp con người điều gì? Văn nghệ đã giúp cho mọi người tự nhận thức mình, tự xây dựng mình. Như vậy văn nghệ thực hiện các chức năng của nó một cách tự nhiên, có hiệu quả lâu bền và sâu sắc. Đó là chức năng nhận thức, chức năng giáo dục và chức năng thẩm mỹ. Vậy sức mạnh kỳ diệu của văn nghệ là gì? Văn nghệ có khả năng lay động cảm xúc, tâm hồn và làm thay đổi nhận thức của con người, giúp con người tự nhân đôi mình lên trên con đường hoàn thiện nhân cách. Như vậy cô trò ta vừa tìm hiểu sâu phần 2 lớn, đọc hiểu văn bản. Như vậy để các em nắm rõ hơn nghệ thuật và nội dung của văn bản, chúng ta cùng qua phần 3 lớn là phần tổng kết nhé. Chúng ta đi vào phần đầu tiên, đó là phần 1, đó là nghệ thuật. Các em hãy nêu vài nét đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của Nguyễn Đình Thi qua bài tiểu luận này. Thì chúng ta thấy với toàn bộ bài tiểu luận này với một bố cục chặt chẽ, hợp lý, dẫn dắt tự nhiên và một cách viết giàu hình ảnh, nhiều dẫn chứng tiêu biểu, đa dạng, có sức thuyết phục cao. Và với bằng giọng văn chân thành, say mê, làm tăng sức thuyết phục và tính hấp dẫn của văn bản. Đó chính là những nghệ thuật chính của bài tiểu luận tiếng nói văn nghệ. Tiếp tục chúng ta sang phần 2 của phần tổng kết. Phần 2 nhỏ phần tổng kết là các em hãy tìm cô nội dung chính của văn bản tiếng nói văn nghệ. Thì qua tìm hiểu chúng ta thấy nội dung chính của tiếng nói văn nghệ ở đây, của văn bản tiếng nói văn nghệ, đó chính là vai trò của văn nghệ. Văn nghệ là nó đó sợi dây, nó sợi dây đồng cảm kỳ diệu giữa nghệ sĩ với bạn đọc thông qua những rung động mãnh liệt, sâu xa của trái tim. Văn nghệ giúp cho con người được sống phong phú hơn và tự hoàn thiện nhân cách tâm hồn mình. Như vậy vừa rồi cô trò mình đã tìm hiểu xong văn bản tiếng nói của văn nghệ. Hy vọng ngày hôm nay các em sẽ nắm được những kiến thức trọng tâm của phần này. Cô yêu cầu các em về nhà trả lời giúp cô các câu hỏi sau. Thứ nhất là em hiểu được gì sau khi học văn bản tiếng nói văn nghệ? Và thứ hai, các em nêu cho cô được một tác phẩm văn nghệ mà em yêu thích và phân tích ý nghĩa tác động của tác phẩm ấy đối với mình. Rất cảm ơn các em đã theo dõi bài giảng của cô. Chúc các em thật nhiều sức khỏe, học tập tốt. Xin đến chào và hẹn gặp lại các em vào tuần sau. Ở tiết học trước chúng ta đã tìm hiểu xong phần một lớn, tìm hiểu chung của văn bản tiếng nói của văn nghệ. Thì hôm nay cô trò ta cùng tìm hiểu tiết học thứ hai, đó là tiết 107 phần 2 lớn, đó là phần đọc hiểu văn bản. Trước hết chúng ta đi vào phần 1 nhỏ, nội dung của văn nghệ.